và anh trai con trong một lần lên cơn nhồi máu cơ tim, vào bệnh viện hôn mê 2 tuần liên tục. Thì bác sĩ bảo đã chết não, chỉ còn thở, nhưng không thể tỉnh dậy, và sau đó thì anh con mất. Con muốn hỏi từ lúc chết não anh con đã đi tái sanh chưa, và nguyên nhân nghiệp báo nào đã dẫn đến cái chết bất ngờ không báo trước, hay do tự do bản thân mình có thể tự dẫn đến cái chết bất ngờ như không chịu đi khám bệnh, không quan tâm đến cơ thể, vân vân. Vì anh con có bệnh nhưng không chịu đi khám. Chúng ta không có thần thông, cho nên chúng ta không có cơ sở để biết được là người đó có thật là đã chết hay chưa. Vì một người để khẳng định là người đó chết là cái danh, tức là cái tâm nó phải không còn hoạt động nữa. Tức là thân có thể hoạt động nhưng mà tâm không còn hoạt động nữa thì gọi là chết. Nhưng mà chúng ta không thể biết được, cho nên chúng ta không có cái cơ sở để khẳng định. Việc chết não không có nghĩa là tâm của người đó không còn hoạt động, hai việc đó là khác nhau. Còn cái nguyên nhân mà chết bất đắc kỳ tử có rất nhiều, mà đương nhiên một trong số đó là do quyết định của mình. Như là quý vị đã nói đó, tức là biết mình có bệnh mà không chịu đi khám, tới hồi chết không đổ thừa cho nghiệp được, đó là do mình. Rồi cái thứ hai là nguyên nhân chết gọi là bất đắc kỳ tử, mình còn phải xem là chết trẻ hay chết già. Nếu như chết trẻ thì đó nó là cái gọi là cái đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp nghĩa là có một cái ác nghiệp á, nó chen ngang, nó làm cho người đó chết bất đắc kỳ tử. Ngoài ra đó, cả hai trường hợp là chết trẻ lẫn chết già, nó còn có những cái chết như sau. Đó là chết do hết tuổi thọ thì cũng chết. Có người tuổi thọ họ chỉ có nhiêu đó thôi. Có người á, là chết do bị kẻ khác tấn công. Có người á, chết do hết phước, tức là phước mình tới đó mình phải chịu thôi. Có người chết á, là quên ăn. Cho nên là có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nguyên nhân do nghiệp chỉ là một trong số đó thôi. Còn cái nghiệp mà dẫn đến cái chuyện mình bị đoạn nghiệp á, thì nó có một cái nghiệp liên quan, đó là nghiệp sát sanh. Thành ra là mình hãy cẩn trọng, mình ráng giữ giới. Đã qua câu hỏi tiếp theo.